Khi tọa thiền, con cảm thấy đầu con càng lúc càng lớn và không cảm giác được thân thể. Con sắp sửa xuất ra khỏi đầu của con, xuất ra khỏi thân thể cô. Dạ, con không biết làm thế nào để đối phó với tình trạng đó. Cô vẫn còn ở đây, không phải sao? Cô vẫn còn ở đây, vậy còn vấn đề gì nữa? Con chỉ sợ... Cô sợ à? Dạ, đừng lo lắng, đừng sợ, cô vẫn còn đây, phải không nào? Cô vui vẻ, khỏe mạnh, có gì bất ổn với cô đâu? Có gì bất ổn không? Dạ không, không, vậy sao còn phàn nàn? Con rất vui, nhưng con không biết làm thế nào để đối phó với tình trạng đó. Cứ mặc kệ nó, thư giãn nhé. Được rồi, cảm ơn sư phụ. Đó chỉ là cảm giác thôi, vì thân thể không phải là mình. Cho nên khi linh hồn muốn xuất ra ngoài, nó thay đổi đôi chút. Quý vị cảm giác có sự thay đổi, nhưng thật ra không có. Thân thể quý vị vẫn còn đó, vẫn như cũ. Quý vị không nặng thêm RAM nào, cũng không mất đi RAM nào. Trong lúc tâm ấn hay sau khi tâm ấn, ngoại trừ khi quý vị kiêng ăn thì đó là chuyện khác, nhưng thiền định không làm thay đổi kích thước thân thể hay bất kỳ cảm giác nào, hiểu không? Chỉ vì linh hồn là một loại vật chất khác. Nếu mình có thể gọi đó là vật chất, linh hồn muốn được tự do. Tôi nói với quý vị rồi, tâm ấn là để giải thoát quý vị. Không phải giải thoát thân thể này, mà là linh hồn. Cái đang ngủ trong thân thể mình, cái đang dùng thân thể mình để tương tác với môi trường và những thân thể khác. Cho nên đó là ảo tưởng. Thành ra khi thiền mình có thể cảm giác thân thể trở nên lớn hơn. Và tôi đã nói với quý vị, hy vọng họ có nói với quý vị, trở nên lớn hơn, phải quý vị có kinh nghiệm đó. Hoặc cái đầu mình trở nên lớn hơn nếu nó chưa đủ lớn. Tệ quá. Nhưng hiện giờ nó vẫn là cái đầu đó, phải không? Cô soi gương thấy cái đầu có thay đổi không? Không, không đổi. Không có gì cả, chỉ là cảm giác thôi, bởi vì linh hồn rất bao la. Nếu linh hồn có một thân thể, nếu một linh hồn của mình, chân ngã của mình có thân thể, thì cả vũ trụ cũng không chứa nổi nó. Do đó, khi linh hồn muốn xuất ra ngoài, mình có cảm giác thân thể trở nên lớn hơn, hoặc cái đầu trở nên lớn hơn, hoặc bất cứ gì ảnh hưởng tới thân thể, đều không sao cả. Sư phụ cô luôn luôn ở đó, cô thấy đó, tất cả họ vẫn còn sống biết bao năm nay. 30 năm, hơn 30 năm. Tôi truyền tâm ấn cho mọi người, họ vẫn còn đó. Thân thể họ không to lớn hơn. Họ ăn nhiều thì có lẽ trở nên to hơn vì thức ăn, chứ không phải vì tọa thiền. Bao năm nay rồi, họ vẫn xinh đẹp, đẹp hơn, luôn trong trẻ trung hơn, vui hơn, nên không có gì phải sợ. Là cô sẽ có gì thay đổi. Họ vẫn muốn gặp tôi. Đó có nghĩa là tôi không sao và họ cũng không sao. Có nghĩa là tôi chưa làm gì sai trái, khiến họ cảm thấy là họ nên bỏ chạy. Cô có thấy điều đó không? Sư phụ của quý vị lúc nào cũng ở cạnh quý vị, luôn luôn không hề xa rời dù một giây. Chỉ là đôi lúc quý vị không cảm nhận được, bởi vì vẫn còn bị che kín quá nhiều với nghiệp chướng và lối suy nghĩ thô tạp. Hoặc nhiều thành kiến. Nhưng rồi quý vị sẽ tốt. Quý vị sẽ tốt. Đừng lo lắng. Về bất kỳ cảm giác nào mình có, tất cả đều không có thật. Điều có thật là chỗ ở trên thiên đàng. Và nó đang chờ đợi quý vị. Có một chỗ cho mọi người. Đang chờ đợi quý vị. Ngai vàng tốt nhất. Không có vàng ngọc nào trên thế gian này có thể xây được giống như thế. Bất cứ gì trên thế giới này đều chỉ là tạm thời cho quý vị, cho vui thôi. Ngay cả thân thể cũng không phải của quý vị.